Về các bạn ăn uống, ok, chúng ta phải hiểu rằng là đầu tiên là khi chúng ta làm cái này với mục đích gì là các bạn phải chuẩn bị cần. Cái này sinh ra mục đích của cái này, cái xuất phát cái này là từ bên Đức, của một ông bác sĩ người Đức. Ông ý chuyên chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư, và ông có những cái gọi là chữa bệnh bằng nước, và ông có rất nhiều cái chiêu thức chữa bệnh bằng nước. Thì đây là một chiêu thức của ông ý. Thì cái này mình được phổ biến cách đây 5 năm rồi, từ năm 2015. Thì bây giờ mình cũng đã giả dích mình làm rồi. Nhưng mà gần đây thì mình thấy cái phong trào này cũng nở rộ, thì mình nghĩ là bây giờ sẽ làm video chia sẻ mọi người, để cho mọi người có được cái lợi lạc từ cái phương pháp này. Đối với ai là người cần làm cái này? Có thể những người bị ung thư, nhưng mà ung thư thì tốt nhất các bạn đi viện, các bạn đúng theo cái quy trình của bác sĩ, không đùa được. Còn mình khuyên cáo làm cái này đối với những người khỏe mạnh như mình thôi. Ok, một số người sẽ hỏi là tại sao khỏe mạnh phải làm? Các bạn hầu hết các bạn không khỏe đâu. Chúng ta ai cũng bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì tầm tầm như mình này cũng hơn 40 năm nay rồi, thì cái ruột chúng ta đã 40 năm nay rồi, nó cũng không được giặt giũ, nó không được nghỉ ngơi. Thì đây là một cái quy trình để gọi là giặt giũ lại cái ruột chúng ta thôi. Ví dụ như các bạn đi cái xe máy, các bạn thường xuyên các bạn bảo dưỡng, đi cái ô tô bảo dưỡng mà nó là vật ngoài thân mà các bạn còn bảo dưỡng, huống chi là cái ở trong thân chúng ta, tại sao chúng ta không nghĩ đến bảo dưỡng nó? Thì đó là cái lời khuyên của mình, là nên bảo dưỡng lại cơ thể. Ngoài cái phương pháp này có rất nhiều phương pháp khác. Các bạn có thể lựa chọn, có thể là nhịn ăn, hay là thanh lọc bằng nước muối, hoặc là bằng hoa quả, rồi tí tỉ các thứ. Nhưng mà đây là một phương pháp mình cũng thấy là rất là ổn, nó dễ làm và hiệu quả được chắc chắn là nó sẽ rất cao. Thì những người như chúng ta làm rất ok. Khi các bạn làm được thì các bạn sẽ thấy nhiều lợi lạc như này. Một là bản thân mình thôi, khi mình làm cứ khoảng 1-2 tuần xong, mình thấy cơ thể mình nó nhẹ lắm, nó đi lúc nào cũng cứ như ở trên mây, nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thoát lắm, nó đi sảng khoái, làm mọi việc nó nhẹ nhàng như không à. Đó, còn một cái việc nữa là da các bạn sẽ rất đẹp, da các bạn sẽ rất đẹp, và cảm giác những cái mồ hôi dầu nó sẽ không còn nữa. Tất nhiên là nó chưa có thể hết được, nhưng mà nó sẽ bớt đi rất nhiều. Cái mồ hôi dầu của ai bị mồ hôi dầu nên làm, hoặc là ai mà cảm thấy là cơ thể nó cứ bì bì khó chịu, mà cảm giác như là mình có một cái gì đó nó cứ cứ ăn uống nó khó tiêu, xong cảm xong ăn uống xong nó bạch, nó khó chịu, thì các bạn nên làm. Thì các bạn sẽ thấy, muốn làm một thời gian các bạn sẽ thấy nó rất tuyệt vời, nó rất tuyệt vời. Ok, đấy đấy là cái khuyến cáo mọi người nên làm. Còn hầu hết là nó những cái người mà tầm 30 tuổi trở lên nên làm, vì cơ thể chúng ta rất nhiều độc tố và chúng ta phải tìm cách bảo dưỡng nó. Thì đây là một cách bảo dưỡng cho cơ thể. Một cái điều quan trọng nữa là khi xem video này rồi, các bạn nên đọc lại của một số trang mạng, một số trang báo, họ đăng cũng tương đối lâu và họ rất là chỉ trích cái phương pháp này. Họ cũng nói nọ nói kia họ, nhưng mà bản thân mình, cái quan điểm của mình là cái thế giới này nó muôn màu, nó muôn màu, nó nhiều góc cạnh, và kiến thức cũng vậy thôi, nó cũng rất đa chiều. Kiến thức của những nhà báo, của những nhà phát ngôn như vậy, họ không sai, họ không hề sai, nhưng mà họ chỉ đứng trên cái góc độ của người ta thôi. Giống như bạn đang cầm một cái điện thoại như này, cái góc độ của người đó là cái này, đúng không ạ? Cái góc độ của người ta giống như là họ nhìn vào một vấn đề, ví dụ họ nhìn vào cái bình cà phê, họ nhìn vào cái cách thức của chúng ta đang làm, họ nhìn theo một cái góc độ là họ nhìn thấy giống như cái điện thoại này thôi, họ chỉ nhìn đến một màu đen ở đây thôi. Nhưng bản thân mình nhìn một góc độ khác, là khi mà chúng ta làm là chúng ta nhảy vào, chúng ta nhảy vào và chúng ta thực sự là người làm, thực sự là người trải nghiệm.
mình đã từng 5 năm làm nó rồi và bây giờ mình vẫn đang sống đây, đúng không ạ? Vẫn đang sống đây đó, và mình hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tại là mình cũng đang làm trong một cơ sở y tế, mình tiện không nói, không 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 nói tên, thì mình cũng hoạt động trong ngành y và mình cũng có những cái công việc là khám chữa bệnh cho mọi người và luyện tập khí công yoga, và bản thân mình vẫn đang sống bình thường và rất khỏe mạnh, hiện tại là không có một bệnh gì đó. Các bạn nhìn mặt mình, các bạn thấy đó. Thế thì mà cũng không ai có đủ sức lực mà ngồi nói cả tiếng đồng hồ như thế này, các thưa các bạn, là rất là mất hơi. Nhưng mà bản thân mình có nói cả mấy tiếng cũng vậy, mình không hề bị tụt hơi, tức là mọi thứ cơ thể mình tương đối ổn. Bạn bạn hiểu không ạ? Tương đối ổn. Thế thì bây giờ quay trở lại cái góc nhìn của những người phát ngôn kia ở trên báo hoặc là ở trên một cái tờ tạp chí nào đó, họ không sai, nhưng mà họ chỉ là một góc nhìn của người quan sát, không phải là người thực hành. Các bạn hiểu không ạ? Không phải là người thực hành. Bản thân mình, họ nhìn vào cái điện thoại này vậy thôi, họ đang nhìn thấy một màu đen và một màu trắng và những nút bấm thôi. Nhưng mà mình là người nhảy vào cuộc, tức là gì? Là mình bấm nút, đúng không ạ? Và mình xoay nó một góc khác, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn cái điện thoại lúc này nó khác này, chúng ta nhìn cái điện thoại lúc này nó không còn cái màu đen nữa, không nhìn thấy màu trắng nữa, và chúng ta nhìn thấy nó rất nhiều màu và nó đa chiều. Nó đa chiều. Thế thì cái gì cũng vậy thôi. Một phương pháp nó đem lại sức khỏe cho mình, chính bản thân mình thôi. Đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Đó, chứ mình không mua bán hay là không có vẻ gọi là tuyên truyền một cái gì nó cổ súy cái gì cả. Đây là chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Là gì? Tôi đã làm cái này 5 năm rồi và hiện tại tôi vẫn đang làm. Và tôi chia sẻ mọi người từng chỗ mua cà phê rồi tất cả mọi thứ ABC, tức là chúng ta không có vụ lợi gì ở đây cả. Chúng ta chia sẻ bằng kinh nghiệm bản thân. Con hiểu không ạ? Kia chia sẻ kinh nghiệm bản thân và nói lên cái lợi ích tốt đẹp của nó đem lại. Còn một số người họ làm có thể là họ lượm lặt kiến thức ở đâu đó, họ làm và họ có thể bị tai biến hoặc là bị gọi mình gọi là tai biến hoặc tai nạn gì đó đi, hoặc là không như ý, hoặc là họ chỉ nghe nói và họ viết theo cái quan điểm của họ. Thì ok, đó là quan điểm của họ. Cũng giống như họ đang nhìn vào cái điện thoại của mình lúc này thôi. Họ chỉ đứng quan sát và nhìn thấy một màu đen màu trắng thôi. Nhưng bản thân mình đứng ở góc này, mình nhìn thấy điện thoại của mình là cái hình một cái bằng lái xe và một cái màu hồng. Hoặc là khi mình nhảy vào, mình bấm nút, mình nhảy vào, mình mở khóa, thì mình lại thấy một cái điện thoại của mình nó có những cái chi tiết khác. Thì đây chúng ta đang nhảy vào đây, chúng ta đang nhảy vào đây đó, và chúng ta thực hiện đây, thì nó đem lại được cái kết quả khác. Đem lại kết quả là gì? Bản thân chính mình đây, bao nhiêu năm nay mình không bao giờ phải dùng thuốc một viên nào cả, và thân thể lúc nào cũng tươi vui và lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ. Thì đó là cái kết quả. Và mình cũng đang mong muốn rằng các bạn nào có duyên xem được video này, các bạn cũng làm được như mình và các bạn cũng khỏe như mình và bạn thực hiện được, thì bạn lợi, đúng không? Bạn hưởng lợi chứ mình cũng chẳng được cái gì cả. Đó, thì mình mong rằng đây là cái kinh nghiệm của mình hướng dẫn mọi người làm, thì mọi người có lợi lạc, có sức khỏe. Và đây là một phương pháp phòng bệnh chứ nó không phải là phương pháp chữa bệnh nào cả. Đó, quan điểm của mình vậy. Đây là một phương pháp phòng bệnh, giống cũng giống như là mình mời các bạn một ly cà phê, cũng giống như mình mời các bạn đi cà phê, hoặc là mình sẽ nói là đi ra quán cà phê này uống, cà phê uống được cái là tinh thần thoải mái, rất là hưng phấn. Thì khác mỗi là mình đưa đằng này vào và mình đưa đằng dưới lên thôi, còn nó cũng giống nhau cả các bạn, nó cũng có gì khác đâu. Nên là chúng ta yên tâm, nó hoàn toàn vô hại. Có chăng nó là quan điểm cá nhân, quan điểm của ai đó, mình cũng không bàn bạc, đó là quan điểm của người ta. Đó, quan điểm của những người chưa thực chứng, chưa thực tế. Còn đây là mình, là người đã làm nó 5 năm nay rồi và mình
cảm thấy thực sự nó là một giải pháp rất hữu ích trong công tác phòng bệnh và gọi là thanh lọc cho cơ thể. Còn lại các bạn có thể tìm hiểu. Đương nhiên là trong thế giới này chúng ta luôn luôn có hai chiều đối lập. Lúc nào cũng có hai cái cực đó các bạn. Một chiều âm, một chiều dương, luôn luôn nó thể hiện như vậy. Đó là cái việc luôn luôn tồn tại ở ngoài xã hội, luôn luôn tồn tại ở ngoài tạo hóa ngoài kia. Thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mình hy vọng rằng các bạn có được những cái chi kiến, có được những cái đầu óc tỉnh táo, tỉnh táo khi xem video này của mình và khi đọc báo về những cái người ta viết về cái này. Mong rằng các bạn có những đầu óc thực sự tỉnh táo để các bạn lựa chọn. Đó là quyền của các bạn. Mình không chèo kéo ai, không lôi kéo ai, hay là không cổ xí sâu về mọi người. Ai thích làm cứ làm. Trước khi làm cái nên đọc lại các bài báo đó đi. Các bạn cảm thấy ok, an tâm thì làm, còn không coi như là chúng ta giao lưu vui vẻ. Mình tên là Cường Vũ, Facebook cũng Cường Vũ. Ok, xin chào mọi người. Mong rằng mọi người làm được mọi thứ thành công giống như mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này, cũng tương đối dài rồi. Rồi, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ở những video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn các phương pháp về dưỡng sinh. Hình như là mình cũng có đăng rồi đấy, có mấy cái phương pháp về tập thở khí công các thứ đó. Thì mọi người có thể là làm theo hoặc là gì đó. Hy vọng cái mục đích cuối cùng của mình là chỉ mong mọi người được khỏe mạnh thôi nha. Xin chào tạm biệt.